Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Quân đội Nga đã mất thêm vị tướng thứ 8. Trung tướng Vladislav Nikolayevsky bị bắt. Tình báo Anh khẳng định một tướng Nga vừa bị Putin cách chức và bị bắt tại mặt trận Ukraine đưa về Nga chờ ngày ra tòa án quân sự vì những tổn thất quá nặng nề của quân đội Nga ở Ukraine. Dù bị bắt, ông ta vẫn còn hên vì đã thoát khỏi cuộc chiến này còn nguyên vẹn sau khi 7 sĩ quan cao cấp đồng nghiệp của ông bị giết. Một tư lệnh quân đội Nga, tướng Vladislav Yersov, tư lệnh sư đoàn 6, đã được xác định là vị tướng bị Vladimir Putin cách chức và giam giữ từ hồi đầu tuần này. Có thông tin cho rằng, việc ông đột ngột bị bắt là do những tổn thất nặng nề và thất bại chiến lược trong cuộc xâm lược kéo dài một tháng của quân đội Nga đối với nước láng giềng. Hôm thứ Sáu, tình báo Anh đã công bố danh tính của ông và cũng nêu tên 7 tướng Nga mà họ tường trình đã thiệt mạng trong 30 ngày. Kể từ khi Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội của ông xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Người mới nhất qua đời, Trung tướng Yakov Rezhantsev, là chỉ huy của Sư đoàn Tổng hợp 49 của Nga tại quân khu phía Nam. Trong số những người khác, được báo cáo đã thiệt mạng, có tướng Magom Tosa, thuộc lực lượng đặc nhiệm Chechnya do Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai ở Ukraine. Trong tuần này, cái chết của Đại tá Yuri Medvedev, lữ đoàn trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới số 37, gây nhiều chấn động. Ông ta đã bị giết một cách dã man bởi những người lính nổi khùng sau khi lữ đoàn súng trường cơ giới số 37 của họ bị tổn thất nặng nề. Tình báo Anh tuyên bố viên chỉ huy đã bị giết bởi chính quân đội của ông ta do tổn thất quá lớn mà lữ đoàn của ông ta phải gánh chịu. Chúng tôi tin rằng ông ấy đã bị giết chết một cách cố tình bởi chính quân đội của mình, quan chức này cho biết, đồng thời lưu ý rằng ông ta đã bị xe tăng cán. Ông cho biết thêm, đó là một dấu hiệu cho thấy những thách thức về tinh thần mà các lực lượng Nga đang gặp phải. Tổng thống Zelensky nói, biển sẽ không bao giờ yên cho những kẻ xâm lược, ngay cả khi không có bão. Những người bảo vệ Ukraine đã chứng minh cho những kẻ xâm lược rằng, biển sẽ không bao giờ yên ả đối với họ, kể cả khi không có bão. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói như trên trong một bài phát biểu bằng video cho cả nước. Tôi biết ơn những người bảo vệ của chúng ta, những người đã cho những kẻ xâm lược thấy rằng biển sẽ không bình lặng đối với họ ngay cả khi không có bão. Vì sẽ có lửa, ông Zelensky nói. Tôi muốn cảnh báo tất cả những kẻ phản bội Ukraine đã đứng về phía kẻ thù ở Crimea những năm trước. Các bạn đã chuyển sang phe khác vì các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ sống tốt hơn, phải không nào? Không phải vì các bạn muốn lặp lại số phận bi thảm của những đồng nghiệp của các bạn đã chết trên những con tàu đó hay ở một nơi nào khác trên đất liền hoặc trên biển Ukraine. Được, hãy mà cố sống. Hãy ở càng xa các thành phố và quân đội của chúng tôi càng tốt. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý. Ông tiếp tục nhắc lại rằng, số người chết của quân đội Nga ở Ukraine đã vượt quá 16.000 người. Trong những ngày qua, nhiều người Ukraine là con cháu người Nga cư ngụ tại Crimea đã từng ủng hộ cho quân Nga chiếm bán đảo này, đang lũ lượt rời bỏ vùng này và chạy sang Nga. Họ nghĩ rằng, quân Ukraine có thể thừa thắng xông lên, tái chiếm lãnh thổ này. Người Nga kinh hoàng trước sự tàn bạo của Thượng tướng Mikhail Mizintsev. Tờ Daily Mail có bài tường thuật nhan đề Why is his face not mutilated yet? Nghĩa là tại sao mặt nó vẫn chưa bị cắt bớt? Trong đó đề cập đến một audio đang được lan truyền nhanh trên các mạng xã hội. Trong đó, Thượng tướng Mikhail Mizintsev của Nga đang mắng mỏ một sĩ quan cấp dưới vì chưa chịu thi hành lệnh cắt lỗ tai của một binh nhì. Diễn biến này gây xúc động mạnh tại Nga vì sự tàn bạo với cấp dưới của Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người được mệnh danh là tên đồ tể của Mariupol.
vì đã ra lệnh bắn phá tàn nhẫn vào các bệnh viện và nhà dân tại thành phố cảng phía Nam đang bị bao vây này. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Tại sao mặt nó vẫn chưa bị cắt xén? Tướng Nga được mệnh danh là tên đồ tể của Mariupol yêu cầu cho biết lý do tại sao một trong những người lính của ông ta chưa bị cắt lỗ tai vì không mặc quân phục đúng cách trong một âm thanh gây ớn lạnh. Thượng tướng Mikhail Mizintsev được nghe thấy đang mắng một sĩ quan cấp dưới vì đã không cắt lỗ tai của một binh nhì đã bị bắt quả tang không mặc quân phục đúng cách theo một cuộc điện thoại bị chặn. Mizintsev, người đang giám sát cuộc bao vây thành phố Mariupol của Ukraine, đã ra lệnh tàn phá khuôn mặt của người lính không may. Mizintsev là người đứng sau lệnh đánh bom bệnh viện phụ sản và nhà hát, có khả năng giết chết hàng trăm người. Là người đứng đầu trung tâm quốc phòng Nga, Mizintsev có khả năng đã giúp đưa ra các kế hoạch chiến đấu ở Syria. Vào năm 2016, Aleppo đã phải hứng chịu nhiều nỗi kinh hoàng tương tự như Mariupol, với các bệnh viện được nhắm mục tiêu, bom chùm và bom cháy dội xuống dân thường và vũ khí hóa học được sử dụng. Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đang giám sát cuộc bao vây thành phố Mariupol của Ukraine, đã ra lệnh đánh cho anh binh nhì mặt mũi lộn xộn và kêu gọi những người khác đánh anh ta bằng chai rượu sau khi anh ta mặc quân phục không đúng cách. Trong đoạn audio được chia sẻ bởi ông Oleksandr Serba, cựu đại sứ Ukraine tại Áo, Mizintsev đã mắng mỏ sĩ quan cấp dưới vì không kỷ luật người lính và hỏi tại sao người lính không may đó chưa đi khập khiễng. Tại sao nó vẫn còn tại ngũ? Và tại sao tôi phải lãng phí thời gian của tôi với tên cặn bã của anh? Nếu anh là người đứng đầu một đơn vị, thì hãy làm đi. Tại sao khuôn mặt của anh ta vẫn chưa bị cắt xén? Tại sao vẫn chưa có ai cắt tai hắn ta? Tại sao tên ngốc này vẫn chưa đi khập khiễng? Đoạn âm thanh được công bố khi Mizintsev được xác định là chỉ huy giám sát chiến dịch ở Mariupol, nơi đã cướp đi thực phẩm, nước và năng lượng của thành phố trong suốt một tháng bằng các cuộc oanh tạc tàn khốc khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng. Mizintsev, người từng giữ chức giám đốc trung tâm quốc phòng Nga từ năm 2014, được xác định là người phụ trách cuộc bao vây hồi đầu tuần khi đích thân đưa ra yêu cầu quân đội Ukraine đang bảo vệ cảng phải đầu hàng, là điều đã bị họ từ chối. Như thế, Mizintsev chính là kẻ đã ra lệnh đánh bom một bệnh viện phụ sản trong thành phố để giết chết một phụ nữ mang thai và đứa con chưa chào đời của cô ấy, đánh bom một nhà hát đang che chở hàng trăm trẻ em có khả năng bị chôn sống trong đống đổ nát và tấn công bừa bãi các khu dân cư trong các cuộc tấn công khiến xác chết thối rữa trên đường phố. Oleksandr Serba, cựu đại sứ Áo của Ukraine, tuần này đã gọi Mizintsev là tên đồ tể của Mariupol, trong khi Oleksandra Matvichuk, người đứng đầu Trung tâm Tự do Dân sự Ukraine, nói Mizintsev phải đối mặt với cáo buộc tội ác chiến tranh. Và đây không phải là lần đầu tiên anh ta đưa ra những mệnh lệnh nghiệt ngã như vậy. Trong vai trò là người đứng đầu quốc phòng, Mizintsev có khả năng đã giúp hoạch định chiến lược quân sự của Nga ở Syria, bao gồm cả cuộc bao vây đẫm máu vào Aleppo, nơi có sự rùng rợn tương đương với nỗi kinh hoàng xảy ra ở Mariupol. Tổng cộng, cuộc chiến giành lại thành phố kéo dài hơn 4 năm. Nhưng giai đoạn khốc liệt nhất diễn ra vào cuối năm 2016 khi các lực lượng Nga và Syria bao vây nửa phía đông của thành phố trong khi 270.000 dân thường vẫn ở bên trong và ném bom nó trong nhiều tháng trước khi tung quân đội và xe tăng vào đánh chiếm nó. Mạng lưới nhân quyền Syria ước tính rằng ít nhất 1.640 dân thường đã thiệt mạng trong thời gian này, mặc dù rất khó có được mức thương vong chính xác. Các nhà quan sát nói chuyện với tờ Los Angeles Times cho biết cuộc bao vây được đánh dấu bằng mức độ tàn khốc và đau khổ vô song trong toàn bộ cuộc xung đột. Các lực lượng Nga đã sử dụng bom chùm, vũ khí hóa học và bom cháy, tất cả đều bị cấm theo các công ước quốc tế. Trong cuộc bao vây, thường là ở các khu vực dân sự, có bằng chứng cho thấy các bệnh viện đã được nhắm mục tiêu một cách có hệ thống và cuối cùng đã bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc không kích bằng bom. Các cuộc ngừng bắn thường xuyên được tuyên bố, nhưng thường những khoảng thời gian nghỉ trong giao tranh được sử dụng bởi các lực lượng Nga và Syria để tái vũ trang và tái định vị trước khi tiếp tục cuộc tấn công.
hành lang nhân đạo cuối cùng đã được cung cấp cho những người dân muốn thoát khỏi cuộc giao tranh. Và trong khi hàng nghìn người cố gắng chạy trốn, những người khác cho biết họ đã bị bắt khi cố gắng thoát ra ngoài, trong khi một số được cho là đã bị hành quyết hoặc chết dọc theo các tuyến đường được cho là an toàn. Các nhà quan sát đã ghi lại hơn 100 vụ hành quyết tóm tắt trong cuộc bao vây, trong khi mạng lưới nhân quyền Syria cho biết gần 2.500 người đã bị giam giữ tùy tiện, hàng chục người trong số đó là trẻ em. Một số phận tương tự hiện đang xảy ra với người dân Mariupol với quy mô còn lớn hơn nữa. Dân số của Mariupol là hơn 400.000 người khi cuộc bao vây bắt đầu gần một tháng trước và ít nhất 2.000 dân thường đã thiệt mạng trong trận pháo kích, mặc dù các quan chức địa phương cho biết con số thực sự có thể lên tới 20.000. Các bệnh viện trong thành phố cũng đã bị nhắm mục tiêu, trong đó có cả một bệnh viện khu phụ sản bị máy bay ném bom của Nga tấn công vào ngày 9 tháng 3, khiến một người mẹ và đứa con chưa chào đời của cô ấy thiệt mạng, đồng thời làm bị thương những phụ nữ khác đang chuyển dạ vào thời điểm đó. Có lẽ cuộc tấn công tồi tệ nhất xảy ra vào ngày 16 tháng 3, khi một nhà hát với hầm trú bom bên dưới nó, nơi chứa 1.300 dân thường, đã bị một cuộc không kích của Nga trực tiếp tấn công. Chính quyền Mariupol hôm thứ Sáu cho biết 300 người đã chết trong vụ không kích. Bài đăng hôm thứ Sáu trên kênh Telegram của chính quyền thành phố đã trích dẫn các nhân chứng cho biết con số khoảng 300. Ít nhất 130 người được biết đã thoát khỏi đống đổ nát của tòa nhà, nhưng người ta lo ngại rằng nhiều người khác bị mắc kẹt trong hầm trú bom bị bao phủ bởi đống đổ nát. Oleksandra Matvichuk, người đứng đầu Trung tâm Tự do Dân sự Ukraine, đã kêu gọi Mizinsev phải đối mặt với cáo buộc tội ác chiến tranh tại The Hague. Hãy nhớ hắn ta, hắn tên là Mikhail Mizinsev, hắn đang dẫn đầu cuộc bao vây Mariupol, cô ấy đã tweet vào hôm thứ Tư. Chính hắn ta là người ra lệnh đánh bom bệnh viện nhi đồng, nhà hát kịch, vân vân. Hắn ta có nhiều kinh nghiệm trong việc phá hủy các thành phố ở Syria. Khoảng 100.000 người được cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong Mariupol trong những điều kiện vô nhân đạo và bị tấn công liên tục, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky khi ông phát biểu vào đầu tuần này. Ông Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga không chỉ chặn một đoàn xe nhân đạo đang cố gắng đưa hàng viện trợ rất cần thiết đến Mariupol, mà còn bắt giữ 15 tài xế xe buýt và nhân viên cấp cứu trong phái đoàn viện trợ cùng với phương tiện của họ. Ông cho biết người Nga đã đồng ý với lộ trình trước thời hạn. Đoạn video được quay bởi một hành khách đang chạy trốn trên chiếc xe tải nhỏ cho thấy những cảnh như hỏa ngục từ thành phố cảng, nơi cuối cùng đã trở thành đống đổ nát sau nhiều tuần bị Nga ném bom tàn bạo. Một số xác chết được nhìn thấy nằm ngổn ngang giữa đường khi chiếc xe tải loay hoay né tránh những khối đá, những mảnh kim loại đã bị xoắn lại và những chiếc xe bị bỏ hoang dọc theo nơi trước đây là đại lộ Budivelnikiv ở phía tây Mariupol. Đoạn video rùng rợn được đưa ra khi các quan chức Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga đang ép buộc di tản những người Ukraine từ đống đổ nát của thành phố đến trại thanh lọc và sau đó là Nga. Chính quyền địa phương cho biết có tới 15.000 dân thường ở khu vực phía đông của Mariupol đã bị Nga bắt cóc và khoảng 100.000 người đang phải đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng mà không có thức ăn, nước uống hoặc điện. Các dịch vụ an ninh của Ukraine tuyên bố đã xác định được một trại thanh lọc đã được thành lập ở thành phố Dukushaevsk thuộc vùng Donetsk và cáo buộc các sĩ quan FSB của Nga đang làm việc để phân loại những thường dân bị trục xuất để xác định bất kỳ ai có liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp hoặc quân sự Ukraine. Những người được FSB chọn ra đang được gửi đến các vùng xa xôi ở Nga, đặc biệt là Sakhalin, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía bắc Nhật Bản, nơi họ buộc phải ký giấy cư trú trong khu vực đó ít nhất 2 năm. Mariupol đã bị bao vây hoàn toàn từ rất sớm trong cuộc giao tranh và đã cố gắng cầm cự kể từ đó. Nga hiện được cho là đang tập trung nỗ lực vào việc chiếm thành phố. Điều này sẽ cung cấp cho nó một hành lang trên bộ giữa các khu vực do phiến quân chiếm giữ ở miền đông Donbass và Crimea bị chiếm đóng, được cho là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Putin trước cuộc xâm lược. Để chiếm được các thành phố, các lực lượng Nga đã pháo kích bừa bãi trong nhiều tuần, khiến khoảng 90% các tòa nhà bị hư hại, mặc dù hàng trăm nghìn người dân vô tội đang bị mắc kẹt ở đó. Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk
phát biểu trong một cuộc họp video hôm thứ Năm rằng các nhà chức trách Ukraine đang tiếp tục nỗ lực để bảo đảm thỏa thuận từ Nga về việc mở một hành lang an toàn đến và đi từ Mariupol, nhưng nói rằng Nga đã chặn việc di tản dân thường vào sáng nay. Zelensky cho biết trong một bài phát biểu video trước Quốc hội Ý hôm thứ Ba rằng không còn gì ở Mariupol sau nhiều tuần bị Nga bắn phá. Một nhóm phóng viên của Reuters đã đến khu vực Mariupol do Nga kiểm soát hôm Chủ nhật. Họ đã mô tả thành phố như một khu đất hoang, gồm các khu chung cư cháy đen và các thi thể được cuốn trong chăn nằm bên đường. Người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết hôm thứ Năm rằng cần có thỏa thuận giữa quân đội Nga và Ukraine trước khi thường dân có thể được di tản khỏi Ukraine một cách hợp lý. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang phải đối mặt với một chiến tuyến rất phức tạp vào thời điểm hiện tại ở Ukraine, nơi chứng kiến rất nhiều người bị mắc kẹt và những người bị bắt ở giữa các chiến tuyến. Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Peter Maurer nói trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở mạc Tư Khoa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông nhấn mạnh cam kết của NATO đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức vào tuần này. Erdogan nói rằng ông đã truyền đạt trong các cuộc đàm phán song phương, ở đó những nỗ lực ngoại giao hiệu quả mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện. Hai vị tổng thống đã thảo luận về tình hình trên thực địa và tình trạng của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Mạc Tư Khoa. Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã nói về mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng nguồn cung cấp lương thực. Máy bay của Tổng thống Ba Lan buộc phải quay trở lại Warsaw. Chuyến thăm Ba Lan của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị gián đoạn bởi thông tin máy bay chở Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tới gặp ông ở miền đông đất nước đã phải quay trở lại Warsaw và hạ cánh khẩn cấp. Theo tuyên bố của cố vấn Jacob Kumok của Tổng thống Duda với hãng thông tấn PAP, Tổng thống không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Biden dự trù sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp với quân đội Mỹ đóng quân gần biên giới của Ba Lan với Ukraine trong thời gian ông dừng chân. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu ông Duda có thể tham gia cùng ông Joe Biden hay không. Interfax cho biết Nga thừa nhận 1.351 binh sĩ thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã thừa nhận 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bản cập nhật này là lần đầu tiên kể từ khi Bộ Quốc phòng thừa nhận 498 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 1.500 người bị thương vào đầu tháng 3. Số thương vong của Nga được bao phủ trong sương mù chiến tranh và hệ thống tuyên truyền, nhưng các nhà phân tích cho rằng con số thực cao hơn rất nhiều. Các quan chức tình báo Mỹ trong tuần này đã đưa ra một ước tính thận trọng rằng hơn 7.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Ukraine kể từ cuối tháng 2, một con số vượt quá số người chết chính thức của quân nhân Nga trong 2 năm của cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất, được nhớ đến như một chiến dịch đặc biệt tàn bạo và hỗn loạn. Vào ngày thứ 26 của cuộc xâm lược vào Ukraine, hôm thứ Hai 21 tháng 3, tờ Kosmomoskva Pravda của Nga cho biết 9.861 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc phiêu lưu quân sự của Putin. Người ta sợ rằng con số thật cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, con số này, nếu chính xác, đã có nghĩa là số người Nga đã chết ở Ukraine chỉ trong 26 ngày đã gấp 4 lần số quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan trong 20 năm. Con số đó sẽ khiến cuộc xâm lược Ukraine đẫm máu hơn nhiều so với cuộc xâm lược tồi tệ của Liên Xô vào Afghanistan kéo dài từ 24 tháng 12 năm 1979 đến 15 tháng 12 năm 1989, tức là 9 năm, 1 tháng, 3 tuần và 1 ngày. Con số thương vong của Nga là 14.453 binh sĩ. Tờ Komsomolskaya Pravda cho biết
có 16.153 người khác bị thương trong cuộc giao tranh. Các con số này sau đó đã bị tờ báo bôi đi, cho thấy chế độ Putin bưng bít thông tin như thế nào. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.